Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông với khí trời lành lạnh kèm theo những cơn gió buốt thường khiến cơ thể bị mất nhiệt. Điều này khiến cho cơ thể của chúng ta dễ bị lạnh hơn. Nhiều loại đồ uống không chỉ giúp bạn giữ ấm cơ thể trong mùa đông, mà nó còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn không ngờ tới. Hãy thêm những thực đơn mỗi ngày, những đồ uống có tác dụng giữ ấm cho cơ thể dưới đây. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Các loại đồ uống có chứa gừng, gừng là loại gia vị có đặc tính chống viêm giúp loại bỏ nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời giúp tạo ra nhiệt trong cơ thể. Vì thế, người ta thường sử dụng gừng trong nấu ăn cũng như chế biến các loại thức uống để giữ nhiệt cho cơ thể. Có khá nhiều cách biến tấu đồ uống với nguyên liệu là gừng như làm sinh tố gừng với chuối hay lê, hoặc đơn giản hơn là pha một tách trà gừng. Nước chanh gừng cũng là một gợi ý khá hay để giữ nhiệt cho cơ thể. Chocolate nóng. Một cốc chocolate nóng là sự lựa chọn tuyệt vời của bạn để giữ ấm cơ thể. Mặc dù chứa đường, chocolate nóng vẫn tốt hơn nhiều so với một số loại đồ uống chứa chất bảo quản khác. Công thức làm chocolate nóng chỉ sử dụng 4 thành phần chính là bột cacao, vani, đường và thêm sữa nếu bạn muốn. Trà hoa cúc. Một trong 8 loại thức uống phổ biến trong những ngày lạnh, không thể không kể đến trà hoa cúc. Loại thảo dược này vừa có vị ngọt Vừa có vị đắng, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, làm mát gan, an thần và tốt cho mắt. Từ xưa đến nay, hoa cúc tươi và khô đều được dùng làm thức uống để tốt cho sức khỏe con người. Trà hoa cúc còn là liều thuốc bổ ích cho chứng mất ngủ, uống một cốc trà nóng trước khi ngủ sẽ giúp bạn ngon giấc hơn. Trà xanh. Trà xanh là đồ uống quen thuộc của người dân Việt và rất tốt cho sức khỏe. Trà xanh có chứa nhiều vitamin có tác dụng kháng viêm, tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa cảm cúm. Trà xanh còn giúp giảm stress, chống lão hóa và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào. Xong bạn nên uống trà xanh vào buổi sáng, không nên uống vào buổi tối vì có thể làm bạn mất ngủ. Bạn cũng không nên uống trà xanh quá nóng, uống lúc trà ấm vừa là tốt nhất. Cà phê Vào mùa đông, cà phê sẽ làm ấm cơ thể của bạn hơn. Bởi trong cà phê có chứa nhiều lipid, protein, caffeine và các khoáng chất khác giúp tăng cường trí não, giảm stress, tăng sự tỉnh táo và kích thích sự sáng tạo. Cà phê đã trở thành thức uống được rất nhiều người ưa thích. Bạn không nên uống cà phê đá vào ngày đông. Thay vào đó, một cốc cà phê nóng sẽ tốt hơn cho cơ thể bạn. Nếu là người thích đồ béo, bạn có thể thêm sữa để có cốc cà phê sữa thơm ngon, hợp khẩu vị. Tuy nhiên, vì trong cà phê có chứa caffeine nên bạn không nên uống quá nhiều có thể gây ra chứng mất ngủ, làm bạn bồn chồn, căng thẳng. Trà chanh mật ong, trời mưa lạnh làm bạn cảm thấy khó chịu, dễ bị viêm họng thì trà chanh mật ong là sự lựa chọn tuyệt hảo dành cho bạn. Sự kết hợp của chanh và mật ong đã được đánh giá rất cao do chúng vừa có tính kháng khuẩn, vừa chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Trà chanh mật ong rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp. Sữa tươi, một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy sẽ rất tốt cho đường hô hấp và giúp bạn giữ ấm cơ thể. Chúng ta đã biết sữa rất giàu canxi, protein. Hai chất này trong sữa giúp đốt mỡ thừa hiệu quả. Trong sữa còn có nhiều vitamin giúp bạn tăng cường sức đề kháng, phòng tránh các bệnh thường gặp trong mùa đông như cảm cúm, sổ mũi. Bạn cần chú ý phải đun sữa trước khi sử dụng để tránh bị lạnh và đảm bảo sức khỏe. Nước cam nóng, nước cam là một thức uống không chỉ được ưa chuộng trong mùa hè để giải nhiệt mà nó còn rất tốt cho sức khỏe vào mùa đông. Nước cam giúp bổ sung vitamin C hiệu quả, tăng cường thị lực, kích thích thần kinh khứu giác và trí não hoạt động, truyền tín hiệu đến các cơ quan khác trong cơ thể. Mùi hương của cam cũng giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Quý vị và các bạn thân mến, những thực phẩm vàng cho sức khỏe trong mùa đông sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.